Hello, xin chào mọi người ha. Thì thời tiết hôm nay là quá trời nó mưa rồi anh chị ơi. Hiện tại thì đang vô bão ha, thì em cũng không có làm được. Nên là em quay cái clip em chia sẻ cho anh chị mình mới chơi cái cây bông trang á, mà gặp một số cái trường hợp mình không có biết xử lý. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị mình ha, em chia sẻ. Thì anh chị nào mà gặp cái tình trạng nào đó thì mình có thể bình luận ở dưới một video này, rồi em sẽ hỗ trợ giải đáp cho anh chị của mình ha. Thì em biết bao nhiêu em chia sẻ cho anh chị mình bấy nhiêu. Ở đây thì em quay mẫu một cái cây trang thôi ha. Thì như anh chị đang thấy ở đây là cây trang tàu đỏ. Hiện tại bên em đang bán giá là 60.000 cho một cây. Khi mà anh chị mua nó về, anh chị chưa có biết cách xử lý như thế nào đó, thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị mình ha. Anh chị nào biết rồi thì mình cũng có thể bỏ qua cái video này nha. Thì một số anh chị mình mới chơi thì có thể là mình chưa có biết. Thì như anh chị đang thấy ở đây thì cái cây nó đang ở trong chậu như thế này. Khi mà em gửi hàng á là anh chị mình sẽ nhận được cái cây y chang như vậy luôn. Em gửi nguyên cái chậu như thế này ha. Mấy cái cây tre này là em cắm vô thêm để mà bó cái tàn nó lên cho nó đừng có siêu qua siêu lại đó anh chị đó. Thì trước khi mà anh chị sang qua cái bầu á, thì lúc mà anh chị mới vừa nhận hàng á, thì anh chị để đó khoảng 1-2 ngày đi ha. Đó, anh chị để trong cái bầu bầu này nè, cái bầu của em nè, bầu nhựa nè, 1-2 ngày đi. Mình tưới nước nó, cộng thêm là mình giữ nắng đó nha anh chị. Ví dụ như mà anh chị mình ở xa, anh chị ở miền Bắc, mình mua cái cây thì em gửi ra anh chị mình tầm khoảng 3 tới 4 ngày thì người ta mới giao hàng tới tay anh chị mình mới nhận được. Thì cái cây nó đang ở trong cái thùng kính á, thì nó đang thiếu cái ánh nắng á anh chị, cho nên là mình sang cái bầu liền thì cái cây nó sẽ tương đối là nó mất sức nha. Cho nên là khi mình nhận được cái cây á, mình lấy ra mình tưới nước nó, thì cây trang á anh chị tưới nước nhiều nó không có sao hết, nó không có chết gì hết trơn nha anh chị. Cái chất chồng của em ở bên này á thì em có trộn chấu ở trong này, nó không có bị nghẹt nước đâu, nên anh chị cứ yên tâm ha. Đó, mình tưới nó rồi bắt đầu mình để tới khoảng xế chiều á, nắng nó dịu lại đó, hoặc là thời tiết buổi sáng đó, thì mình đem nó ra ngoài nắng. Nếu mà mình thấy mấy cái lá non ở trên cái đọt của cây trang của mình nè, à, đó nó không có bị héo là cái cây của mình á nó không có mất sức nha anh chị. Còn nếu mà mình đem ra mình để ở ngoài nắng nhẹ như vậy mà mấy cái lá non á nó bị sụ sụ lại, hoặc là mấy cái bông nó bị sụ xuống á, như mấy cái nụ này nè, nó không có thẳng lên ha, nó không có thẳng như thế này mà nó bị sụ xuống, thì cái cây của mình nó đang bị yếu. Thì mình đem chỉ vô mình tưới nước, mình để thêm ngày 2 ngày nữa nha. Còn nếu mà mình đem ra nó bình thường giống như em đang quay ở đây, cái cây mình nó vẫn xanh tốt, nó không có héo, không có hiện tượng gì hết. Mà thường là nó sẽ không có hiện tượng gì hết ha, em chỉ nói là cái trường hợp xấu cái cây của mình nó bị si thôi đó, cho anh chị mình biết cái cách xử lý đó. Rồi mình đem vô, khi mà nó bị héo vậy mình đem vô nhà mình để mình tưới nước, thì cũng sáng chiều vậy đó mình đem ra mình giữ nắng nó chút xíu thôi, bữa hai là nó quen rồi chị, một ấy anh chị 1-2 ngày là nó quen rồi, là mình có thể sang qua cái chậu khác hoặc là mình để trong cái chậu luôn cũng được. Còn anh chị muốn tốt thì mình sang qua cái chậu khác. Để em lấy ví dụ cho anh chị mình xem ha, như cái cây này anh chị đang thấy ở đây, trong một cái chậu như vậy nó đang xanh tốt, thì nếu anh chị không sang qua cái chậu khác mình để như vậy mình trồng luôn á, thì khoảng 1 cho tới 2 tháng sau thì cái cây nó sẽ bị bạc màu, bạc lá, do là cái cây nó đã ăn hết dinh dưỡng ở trong cái chậu này rồi nè, cái chất chồng ở trong này nó đã hết rồi anh chị. Thì cái cây mình nó đâu có mà ấy được nữa, nó đâu có bắt rễ được nữa đâu anh chị, nó đâu có gì đâu nó ăn đó, nên là cây nó sẽ suy đó. Thì như anh chị thấy mấy cái cây ở ngoài nè, nếu mà nó hết chất chồng anh chị đâu cần sang chậu gì đâu, tại vì cái rễ nó bò đi tùm lum hết trơn á. Mấy cây mà mình để ẩn dưới đất giống vậy nè, chỗ này em quay cỏ nhiều quá, em ví dụ như ở đây đi, như mấy cây này anh chị thấy xanh lum luôn, cây trắng này nè nó xanh lum luôn nè anh chị. Để em coi xuống cho anh chị mình xem ha, cái chậu của nó nè đó, cái chậu của nó nè anh chị thấy không, nó ngã xuống đất luôn, nắm dở nè đó, anh chị thấy rễ của nó không, nó ăn xuống dưới luôn rồi, nó rất là tốt. Còn mấy cái cây mà để cây này em để trên cái bàn phủ này nó không có ăn xuống được, thì anh chị thấy một thời gian sau nè, nó còi cọc nó muốn chết luôn. Cây này thì trường hợp cây này là rất là xấu rồi nè, cây này thì nó sẽ suy và chết. Cây này nè, muốn mà cứu nó thì chỉ cắt ngang cái gốc này thôi rồi mình sang qua chất trồng khác mình nuôi lại. Còn như cây bên đây thì nó mới nè đó, cây bên đây thì nó mới, nó bạc lá hết trơn nè anh chị thấy không, nó vàng lá hết trơn. Thì cây trang mà anh chị muốn nó nhanh xanh cái lá lại đó, cái lá nó vàng vàng vậy nè, mà anh chị muốn nó nhanh xanh trở lại á, thì mình tưới cái phân đạm ha, mình tưới ít thôi nha anh chị, tưới nhiều quá đứt rễ chết nha, tưới ít thôi là nó sẽ xanh lại, mình pha nước mình tưới. Còn mấy cái cây mà anh chị thấy nó yếu yếu á, nó cứ vàng lá hoài mà tưới thường thường anh chị, mà em hướng dẫn anh chị mình phun Atonit á, mà nó cũng không có lên chồi nổi. Em lấy ví dụ như mấy cái cây kiểng của em đang trồng ở đây đi, nó còi còi giống như vậy này nha anh chị, chứ không phải mà nó vàng như bên kia, vàng như bên kia là nó hết phân, mình tưới phân là được. Còn ví dụ như mấy cái cây này nè,
nó sơ hết trơn nè anh chị, thấy đọt nó lên không có nổi luôn. Mình nhìn ở dưới này thì cái cây thăng lúc lắc rễ nó không có nhiều, thì là mình phải tưới kích rễ nó nha anh chị. Đối với trường hợp cây này là nó thiếu kích rễ nè đó. Anh chị thấy cái cây này là rễ của nó không có khỏe, cho nên là nó không có nuôi nổi cái cây này, nó không hút được dinh dưỡng nè anh chị, thì cái lá nó vàng. Còn cái như mấy cái cây bên đây thì mình nhìn sơ vô mình cũng thấy ha, rễ của nó cục nào cục nấy chà bá nền nè anh chị, rễ lớn gì nè hả. Cây này là không có cần kích rễ kích gì hết trơn nha anh chị, cây này là nó chỉ thiếu phân thôi, chắc dinh dưỡng trong cái chậu này nó hết rồi nè. Còn như mấy cái cây này là nó thiếu rễ nó yếu, nó không hút được dinh dưỡng, thì mình phải tưới kích rễ nó, hoặc là đơn giản mình mua cái hũ N3M đó anh chị, mình quăng nó vô, mình quăng vô như em nè, mình quăng vô cái bắt đầu cái này trời mưa nè, hoặc là mình tưới cây hàng ngày đó thì nó sẽ tan ra hả anh chị, nó sẽ tan ra chứ không cần phải pha nước tưới cho nó lâu đâu. Để em lấy ví dụ cho anh chị mình xem một cái cây ở đây nữa nha. Ở đây thì là cây mỹ hồng đó, anh chị thấy cái gốc của nó khủng bố không, thì cái chậu của nó em cũng đang để ở dưới đất. Thì cây này ngày trước là em bứng bầu, bứng ở ngoài vô ha. Thì em vô cái bầu nó như thế này đây. Cái bầu này là nó hơi nhỏ so với cái chậu luôn nha anh chị, so với cái cây chứ, em xin lỗi. Đây nè. Ngày trước thì cái cây này là em bứng ở ngoài vô đó, rất là lớn luôn. Hồi trước cái tàn nó bự lắm anh chị, rồi một người ôm không có giáp á. Anh chị thấy rễ nè, em bứng vô em để trong cái chậu này hơn một năm rồi nha anh chị, hơn một năm rồi. Nó già, nó móc cái cây lên luôn nè anh chị, mà nó không có lớn cái gốc gì hết trơn nha. Cái cây còn thì thinh, cái gốc còn thì thinh, không lớn gì hết. Do là ở trong đây là nguyên một cái bầu của nó không có dinh dưỡng gì hết. Bây giờ em gọc cái chậu đen này ra, gọc một đường xuống đây, mình banh cái chậu màu đen này ra, mình thấy rễ nó quắn vòng tròn ở trong này hết trơn này. Nó ăn hết trơn cái cục phân ở trong này luôn, nó không có dinh dưỡng anh chị. Nó không có dinh dưỡng cho nên cây không có lớn. Anh chị thấy cục rễ bên đây mà nó bự vậy nè. Đó. Còn cái cây thì nó lên mấy cái tược này là hồi đó em nhấp bỏ nè, bỏ tàn nó để lấy lại cái gốc để cho lên lại đó. Nhưng mà lên lại rồi cái cây này không có thay qua cái chậu khác, nó không có dinh dưỡng, thì nó lên lại nó vẫn tiếp tục bạc lá nha anh chị thấy nè. Cái lá nó sần sùi hết trơn, nó không có được tốt ha. Cái lá nó cũng không có bự như người ta nữa nè, nó hơi nhỏ nè anh chị. Cái bông mỹ hồng nó cũng hơi nhỏ nữa nè. Thường thì cái bông mỹ hồng nó sẽ rất là lớn ha. Đó là cái thường thường cái lý do thường thường là em hay khuyên anh chị mình, khi mà mình nhận được cái cây á thì mình nên sang cái chậu ha, mình sang qua cái chậu khác mình trồng. Còn đây là cây trồng ngoài đất môi trường tự nhiên anh chị thấy nè. Còn cái cây này á, nó bị suy rồi. Đây cây tím sen lá chung nha anh chị. Cây này nó bị ngập nước anh chị. Cái tím sen lá chung này ngập nước hình như nó không chịu anh chị ơi. Nó đang rất là tốt luôn nè. Cây mỹ cam nè. Cây mỹ cam thì nó sung coi nè. Mỹ cam nó ra bông nè anh chị. Quá trời nó đẹp luôn. Mà cây tím sen lá chung thì nó sắp đi chầu trời rồi, nó rụng lá hết trơn nè anh chị. Thường mà mấy anh chị mình mua trên mạng á, mình mua cái cây lớn gì á, mình không biết cách chăm sóc là từ từ cái cây nó xuống vàng lá, giống như cây tím sen của em đang quay nè. Nó ra dài được bông là bắt đầu nó sẽ bị vàng lá từ từ, cái cây nó suy từ từ, nó ra cái lá nhỏ lại từ từ, rồi cái bông nó sẽ nhỏ lại từ từ. Do là cái cây nó còn cái chất dinh dưỡng trong cái cây á anh chị, cái nhựa cây á nó hút lên nó nuôi, nó hút chừng nào khô cái cây luôn rồi nó sẽ chết đó anh chị. Tại người ta bứng nó bị đứt rễ gì, mình không có biết cách thuần, mình không có biết cách trồng lại đó. Anh chị thấy cái bông cây trang mỹ cam này, trồng rồi tự nhiên cái tay của em lại muốn không giáp luôn cái bàn tay luôn đó anh chị. Hết biết cây mỹ cam nó bự không, trang mỹ cam nha. Quá trời nó sung. Trời giấc này thì không thấy gì nữa rồi đó anh chị, đen thui hết trơn rồi. Còn anh chị nào mà mình mới mua cây, mình mới chơi cây, mình nhận được cái cây mình không có biết cách xử lý như thế nào đó, thì mình có thể gọi điện cho em hỗ trợ cho anh chị mình, hoặc là mình nhắn tin qua số Zalo của em đó, hoặc là anh chị có thể bình luận với một video này nè, rồi em làm cái video hướng dẫn cho anh chị mình cho nó dễ. Ví dụ như là mình đang trồng cái cây mình nó bị sao đó, nó bị khô héo, bị vàng lá hay bị sao đó. Thì thêm một số lưu ý nhỏ cho anh chị của mình nữa là trong quá trình mình trồng cái cây bông chen á, mà nếu như mà trong cái chậu cây của mình nó có cỏ thì mình nên nhổ hết mấy cái cỏ đó đi nha anh chị. Như em đang nhổ nãy giờ anh chị thấy ở đây mấy cái cây này nè, cỏ em nhổ hết trơn nè đó, cỏ anh chị thấy nè, nhổ hết trơn nè. Còn mấy cái cây trắng trắng ở trên này là em bỏ đó rồi nha anh chị, không có săn sóc, bỏ nó. Anh chị thấy cỏ này ha, thì cái cỏ này anh chị mà không nhổ á, mình tưới phân vô trong cái cây á anh chị,
nó hút hết trơn à. Cái cây trang mình nó hút được một phần thì cái cỏ nó quất hết 7-8 phần à. Cây cỏ nó nhanh lắm. Anh chị giục nó ra ngoài tự nhiên vậy mà trời mưa vậy cây cỏ đó nó cũng không chết đâu anh chị. Trời nắng nó khô rồi nó mới chết. Mình trồng đầy đủ dinh dưỡng thì cái cây mình nó tốt, nó đẹp vậy nè anh chị. Đây là cây trang tàu ha. Thì cây mà lớn hơn nữa nó sẽ đẹp hơn nữa. Cái dòng trang tàu á thì nó khó trồng hơn những cái dòng khác á anh chị. Do là cây trang tàu rễ yếu, mình trồng á là mình phải tưới kích rễ thường. Mình khoảng 15 tới 20 ngày á là mình tưới nó một lần. Kèm thêm là mình xịt thuốc sâu, thuốc kiến. Thì nếu mà mình không có xịt kiến á, mà chỗ mình kiến nó nhiều quá là mấy cái nụ này nè anh chị. Con sâu, con kiến đồ nó bò lên nó ăn. Con kiến không phải nó ăn mà nó cắn. Nó cắn ở dưới này nè, nó cắn rụng mấy cái nụ của mình hết trơn à. Nó không có nở ra được cái bông giống như vậy đâu nha. Đó. Cái này là nó còn đều nên mới nở đẹp ra giống vậy nè. Thì clip này em chia sẻ tới anh chị mình bấy nhiêu đây ha. Thì buổi chiều hôm nay em sẽ lên clip báo giá tới anh chị của mình. Thì nãy giờ em cũng tính quay video báo giá tới anh chị của mình mà quá trời mưa. Mưa nè anh chị. Cái này em cũng đang đổ nó mưa lắc 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 ở ngoài mà cái điện thoại nó căng màn sáng. Nó làm sao mất tiêu mấy cái hộp mưa phùn luôn rồi. Rồi thì video em xin dừng ở đây. Cảm ơn anh chị mình đã xem hết video của em ha. Anh chị nào có gặp cái tình trạng nào trong quá trình trồng cây bông trang mà chưa biết cách xử lý, cứ bình luận dưới một video này em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình nha. Hẹn gặp lại anh chị mình trong những video kế tiếp ha.